Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Phần tin đáng chú ý hôm nay là tin về vùng áp thấp trên Biển Đông sẽ có ngay sau đây. Và bây giờ là tin mưa lớn ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên. Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Khánh Hòa đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 250 đến 500 mm, có nơi trên 500 mm. Ở Quảng Trị, Phú Yên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi cao hơn. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao nên từ nay đến ngày mai ở khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 120 mm. Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Ngoài ra, ngày và đêm nay ở khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Cảnh báo từ ngày 26 tháng 10 trở đi ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi đang có xu hướng mức báo động 1 đến báo động 2. Cảnh báo từ nay đến ngày mai 25 tháng 10, trên các sông ở Bình Định, Kon Tum khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông ở Bình Định, sông Đắc Bờ La, Kon Tum lên mức báo động 1, lên báo động 2, có sông lên mức báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Trên biển hiện nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày và đêm nay ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 2. Cập nhật về vùng áp thấp trên Biển Đông. Sáng nay ngày 24 tháng 10, vùng áp thấp trên khu vực miền Nam Philippines đã đi vào Biển Đông. Hồi 14 giờ, vị trí tâm vùng áp thấp ở cách đảo sông Tị Tây khoảng 300 km về phía Đông Nam. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Với sức gió mạnh nhất, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, cách bờ biển Bình Định đến Bình Thuận khoảng 250 km về phía Đông. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12 giờ tới có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, từ vị tuyến 8,5 đến 12,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 113,5 đến 118 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.